top tablet hợp lý nhất cho anh em học sinh, sinh viên hay đơn giản là bất kỳ ai mà có nhu cầu sử dụng tablet như một công cụ để có thể thay thế laptop. Ok, ngay từ cái hôm mình review chiếc iPad Pro M2 hay là iPad Gen 10 mới ấy, thì rất nhiều các bạn đã comment ở bên dưới rằng là tầm này thì iPad Pro 2018 nó vẫn là lựa chọn ngon nhất. Mình công nhận, nhưng đó là iPad cũ thôi. iPad Pro 2018 bây giờ trên thị trường thì nó cũng bắt đầu có những cái sự yếu thế về mặt hiệu năng, về mặt tính năng, hay là tất nhiên không còn hàng mới chính hãng nữa thì các bạn sẽ không thể có bảo hành, đặc biệt là với cái màn hình 120Hz đấy. Lỡ toang thì sao? Thì đây, hôm nay mình sẽ sắp xếp một số những mẫu iPad trên thang tham chiếu là hàng mới, chính hãng và ngon nhất hiện tại để cho các bạn xem nha. Ok, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại trên thị trường các bạn sẽ có những mẫu iPad mới nào ạ? iPad Gen 9, iPad Gen 10, iPad Air 5, iPad Pro 2020 chạy chip M1 vẫn đang bán và iPad Pro chạy chip M2 vừa mới ra mắt. Lý do chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn iPad như vậy bởi vì là những cái dòng đời mới như kiểu là Gen 10 hay là iPad Pro chạy chip M2 thì nó vừa mới ra mắt thôi. Cho nên là những cái mẫu hàng cũ, đời cũ nhá, nhưng vẫn có hàng mới chính hãng nhá, thì vẫn đang còn ở trên thị trường. Nó giống như kiểu là iPhone 13 Pro Max hiện tại vậy. Và mình nghĩ đây chính là thời điểm gọi là điểm ngọt để các bạn có thể là xem xét mua hàng mới của những cái chiếc iPad thế hệ cũ kia. Bởi vì khi mà chúng ta đã có đầy đủ những trải nghiệm rồi, chúng ta mới thấy rằng là với mức giá như vậy, hiệu năng của nó hay là những cái gì nó mang lại có vẻ như là chấp nhận được. Chấp nhận được ở đâu ạ? Đầu tiên là mức giá trước khi đã. Thì hiện tại giá của iPad Pro 11 inch chạy chip M1 mình tham khảo tại Sophonex, chúng ta đang có mức giá là khoảng 19.990.000. Tất nhiên còn nhiều chương trình ưu đãi khác nữa, ví dụ như là trả góp 0%, hỗ trợ rất là nhiều phần quà. Thì những cái chương trình chi tiết đó mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo nha. iPad Pro M2 thì hiện tại mình thấy cái phiên bản 11 inch Wi-Fi đang để là liên hệ thôi. Còn iPad Mini 6 Wi-Fi 64GB chính hãng sẽ giá là khoảng 13.390. Và cuối cùng là iPad Gen 9, cái phiên bản 10.2 inch mà có cả nút Touch ID, nút Home ở dưới ấy, thì mức giá là 7.890.000. Thì đó, 7 triệu, 15 triệu và 20 triệu. Cái chiếc Gen 10 này nó sẽ được nhét, mình đoán thôi là khi mà nó về hàng chính hãng Việt Nam nó sẽ nhét ở khoảng 12 cho tới 13 triệu. Rẻ hơn chiếc Mini 6 một chút thì nó cũng là hợp lý bởi vì nó có công nghệ màn hình kém hơn Mini 6. Màn hình của nó vẫn là màn non-laminated rất là dày này. Nó vẫn có con chip là A14 Bionic, không mạnh bằng A15 Bionic như ở chiếc iPad Mini 6. Nhưng mà nếu mà nói về điểm ngọt ở mức giá ấy, thì mình thấy nó chính là iPad Pro chạy chip M1. Tại sao ạ? Bởi vì thật ra là cái mức giá này chưa phải là giảm nhiều so với trước kia nhá. Nhưng với cá nhân mình nghĩ thì hiệu năng của nó hiện tại các bạn vẫn hoàn toàn là ổn. Con chip M1 này mình có thử AnTuTu Benchmark hay là một số những cái bài hiệu năng từ rất nhiều trước đây rồi thì nó là khoảng 1 triệu điểm AnTuTu. Con M2 hôm trước thì mình thấy chưa ổn định lắm, mình cứ chấm 1 lần, chấm 2 lần, mình lên iPadOS 16.0.1 mình chấm lại thì nó sẽ lên khoảng 1 triệu 100.000 điểm. Điểm số của nó sẽ nhỉnh hơn iPad M1 một chút. Nhưng mà nói chung là khi nói về iPad mà đặc biệt là cái tầm giá cao cấp đỉnh cao nhất như thế này thì mình nghĩ hiệu năng nó không phải là cái vấn đề. Bởi vì chúng ta vẫn bị kìm kẹp bởi một cái là iPadOS nó chưa cho chúng ta sử dụng bất kỳ một cái gì mà thật sự là hết ngưỡng hiệu năng của những con chip này cả. Và M1 hay M2 mình nghĩ lúc này nó chỉ đảm bảo cho các bạn một cái thôi, là các bạn sẽ dùng về lâu về dài khoảng 4 năm, 5 năm, hết cả cái đời sinh viên của các bạn, thì nó vẫn đủ hiệu năng để chạy những cái phiên bản iPadOS trong tương lai như là 17, 18, 19, nó mượt mà. Đó chính là ví dụ của một chiếc iPad Pro 2018. Đến bây giờ là 2022 nhưng nó vẫn rất là ngon và nó vẫn đủ sức để trở thành một cái phiên bản iPad sang giá. Giống như bao nhiêu anh em comment từ video trước ấy, thì các bạn hiểu vấn đề. Đấy là 2022 thì các bạn mua một chiếc iPad Pro M1, nó vẫn sẽ đủ hiệu năng để các bạn chạy. Mình nghĩ là phải ít nhất 4 năm nữa nó vẫn sẽ mượt. Thứ hai là so với cả những chiếc E4, E5 ở phía dưới thì nó vẫn là dòng Pro, nó vẫn mang cho chúng ta những cái trải nghiệm nó khác biệt. Ví dụ như là màn hình ProMotion 120Hz, hỗ trợ Apple Pencil 2, không giống như cái con iPad Gen 10 này chỉ có Apple Pencil 1. Các bạn vuốt chạm, các bạn thao tác bút ở trên đây nó rất là mượt mà và thoải mái. Và đặc biệt là khi đi vào iPadOS nó còn được gọi là ưu ái hơn so với các thế hệ trước ở những tính năng chỉ cho dòng Pro. iPhone thì chỉ dòng Pro mới có chụp ảnh Pro RAW, quay phim ProRes, có camera tele. Thì với iPad là gì ạ? Đó chính là Stage Manager ở trên iPadOS. Thật ra chúng ta đều thấy là những cái dòng iPad Pro 2018 chạy chip A12Z tương lai đều sẽ được hỗ trợ những cái tính năng này. Nhưng mà các bạn thấy đấy, Apple thì không bao giờ mà bớt hút máu cả và họ luôn luôn phân tách những cái dòng sản phẩm ra. Những cái dòng sản phẩm càng cũ thì càng bị hạn chế hoặc là mãi về sau mới được đưa vào tính năng thôi. Còn những cái con chip mới như thế này, 5 nanometer Apple M1 như thế này thì chúng ta mới được ưu tiên trải nghiệm những tính năng đó mới. Ở cái Stage Manager này ở trên một chiếc laptop như là MacBook thì mình không đánh giá cao lắm nhé. Nó cơ bản là thêm một cái thanh dock ở bên trái, thêm một số những cái tùy chọn gom nhiều ô cửa sổ lại, các cái template mở nhanh, các cái bộ ô cửa sổ. Nhưng khi mà mang cái tính năng lên một chiếc
máy tính bảng như kiểu chiếc iPad Pro này, thì nó sẽ giúp cho mình có khả năng đa nhiệm tốt hơn rõ rệt so với cả những cái chiếc máy tính bảng khác mà không có tính năng này. Ví dụ như là iPad Gen 10 hay là iPad Air vừa mới ra mắt, rất là mạnh mẽ, không phải nói gì về độ mạnh, thậm chí là con chip A15 với cả M1 với trải nghiệm của mình với iPadOS không khác gì nhau mấy. Nhưng cái quan trọng nhất đấy là con này nó được hỗ trợ tính năng phần mềm như vậy. Và đấy, mình thấy hiện tại là một số những nhà phát triển ứng dụng chuyên nghiệp ấy, như kiểu là DaVinci, họ đã tạo ra những cái phiên bản ứng dụng nó giống như desktop, nó có cái quy trình làm việc giống desktop nhưng nó lại thích hợp cho một cái màn hình cảm ứng giao diện hơi nhỏ một chút như là iPad Pro. Đó chính là DaVinci Resolve, một cái ứng dụng dựng video, chỉnh sửa màu, các thứ rất là chuyên nghiệp. Và các bạn hoàn toàn có thể dựng video như vậy ở trên một chiếc iPad như thế này. Có một cái file cho ra đuôi là hiệt với cả máy tính, các bạn copy file đấy hay toàn bộ những cái project đấy mang sang những chiếc máy tính xịn sò hàng trăm triệu, các bạn vẫn có thể edit tiếp, các bạn render tiếp, các bạn chỉnh sửa tiếp mọi thứ ở trên những cái bộ máy tính hàng trăm triệu đấy với cả một chiếc iPad 20 triệu như thế này. Nó là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì tại sao? Bởi vì là đây, cái chiếc iPad này chạy một con chip của máy tính là M1. Thì đó là lý do mà mình thấy vẫn có những cái điểm mà M1 hiệu năng có thể nó không hơn nhiều so với A14, A15 hay là A12X, A12Z ở trên các dòng iPad Pro cũ. Nhưng nó như kiểu là một cái bước nhảy vọt và các bạn sẽ được tận hưởng trong tương lai là nhiều thứ hơn từ một con chip M1 như thế này. Ok, thì đó là những cái suy nghĩ của mình sau một thời gian mình trải nghiệm với chiếc iPad Pro M1 này thôi. Mình đã dùng cả iPad Pro M2 rồi và mình cũng đã có chia sẻ với các bạn rồi. Không khác gì nhau cả. Hai chiếc máy y hệt về mặt thiết kế, về mặt những cái ngoại quan mà ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm, như kiểu là cổng sạc cũng là tặng kèm bộ sạc USB Type-C 20W, màn hình vẫn 120Hz, camera vẫn 12MP và 10MP phía sau. Cái camera trước vẫn đặt dọc như thế này chứ không đặt ngang được như cái chiếc iPad Gen 10. Nó chỉ khác về con chip thôi, mà cái con chip ấy là thứ chúng ta thấy nó không khác biệt gì mấy từ xưa rồi. A14, A15, A12X, A12Z, M1 cho tới M2. Đấy, cái lý do tại sao M1 bây giờ lại là điểm ngọt thì mình đã chia sẻ trong video ngày hôm nay rồi. Còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.